Hello, Dậm xin mến chào quý vị khán giả. Chào mừng đại gia đình đã đến với kênh YouTube kể chuyện của em. Thì lời nói đầu tiên xin cho em được mến chúc sức khỏe và chúc quý vị có những giây phút vui vẻ khi nghe những clip kể chuyện của em. Thì ngày hôm nay em xin phép gửi đến quý vị một câu chuyện có thật. Câu chuyện nói lên một đề tài mà xã hội hiện nay là lúc nào cũng quan tâm hết. Chơi với bạn mà lấy luôn vợ bạn. Cái kết như thế nào? Mến mời quý vị cùng lắng nghe. Thì có cái anh chàng này nè, ảnh chơi thân với một cái anh bạn mà hai người hồi đó chơi thân nhau lắm. Hồi thời ở Việt Nam á, thì một anh á, thì đi sang Mỹ định cư, năm coi như là xa Việt Nam cũng cỡ 20 năm rồi chưa có về Việt Nam. Còn anh kia thì ở Việt Nam mà có vợ, có con, mà gia đình sống rất là hạnh phúc, làm chủ một cái xưởng sản xuất kẹo bánh của Việt Nam và rất là giàu có xe hơi, có nhà lầu, có đủ thứ. Thì hai anh này á là chơi thân nhau lắm, coi nhau như là anh em ruột thịt vậy đó, không có tính toán vậy đó. Thì bỗng một hôm hai người mới liên lạc với nhau, mới nói là bây giờ tao nhớ Việt Nam quá, tao muốn về Việt Nam, với lại tao lâu quá tao không có thăm mày, cỡ 20 năm nay rồi, giờ tao muốn về thăm mày. Thì bắt đầu anh này anh Việt Kiều rồi nè, ảnh chưa có vợ mà cũng chưa có con, mà ở bên nước ngoài mà ảnh chưa có nhà nữa, chỉ có công việc làm ổn định thôi, rồi mướn một cái phòng ở vậy thôi. Thì anh Việt Kiều Mỹ này ảnh mới mua vé bay về Việt Nam thăm bạn mình. Thì nghe tin bạn của mình từ Mỹ về, anh này ảnh vui quá, sắp được gặp bạn mình rồi, 20 năm nay chưa gặp nó, mình nhớ nó quá. Thì cái cô vợ của anh này thì rất là đẹp, cô vợ là có dáng người bốc lửa mà ăn bận mát mẻ sexy luôn. Thì cô này cũng biết lái xe, lấy xe ô tô, lấy xe hơi đó quý vị. Thì khi mà nghe bạn mình á là sắp về, cho nên là mới nói với vợ mình á là bữa đó đó em lái xe em chở anh nghe không ra phi trường đón bạn anh. Thì cái cô này á, cổ ăn bận nhìn rất là quý phái, rất là sang trọng, cộng với cái nét đẹp trẻ trung của cổ nữa, khó có một người đàn ông nào có thể không yêu cổ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và khi mà cô này cổ lái chiếc xe hơi mà sang trọng đến Mercedes mà đời sang á, đến để mà đón cái anh Việt Kiều này, thì bỗng nhiên á là cái anh Việt Kiều này nè, ảnh leo lên xe mà ta nói ảnh mừng húm khi mà ảnh gặp được cái người bạn thân bao nhiêu năm trời xa cách. Nhưng cái làm anh ta giật mình đó là cái người phụ nữ mà lái xe mà ngồi kế bên á, thì cái anh, thay vì cái anh bạn thân anh lái như ảnh đưa cho cô vợ, thì cái cô vợ này á, mặc dù là biết là vợ của bạn mình nhưng mà cũ đẹp quá đi, biết sao giờ. Anh này ta nói nước miếng nó chảy nhiễu nhiễu lòng thầm nhá, trời ơi thằng quỷ này nó thấy vợ người ta đẹp quá, cái nó thích, nó phái quá đi, nó gọi là tình yêu sét đánh ngang tai vậy đó. Thì bắt đầu là kể từ đó là coi như là để ý vợ người ta rồi. Thì khi mà dừng chiếc xe đổ tới trước một căn nhà biệt thự villa giàu có, thì cái anh Việt Kiều này ảnh nhìn mà ảnh choáng mắt luôn. Anh nói trời ơi sao bao nhiêu năm xa cách, mày làm ăn khá quá, tao mừng cho mày quá, mày có vợ đẹp nữa mà con xinh nữa, trời ơi tao mừng cho mày quá. Ồ ôi tao ở bên Mỹ tao cũng cực lắm, làm cực khổ lắm, đâu có được cái gì đâu, vợ cũng chưa có nữa nè. Cái hai người nói chuyện với nhau qua lại thì mới mời cái anh này vô nhà. Thì buổi hôm đó chắc là tối á, trời tối, ở trong nhà không có ai hết. Cái mấy cái người mà ở đợ đó, ô xin đó, người ta đi về rồi. Rồi cái cô này nè, cổ mới đích thân cổ xuống bếp, cổ nấu cái món gà nướng, rồi đem rượu đế, rượu từ nước ngoài đem về nữa. Rồi khi mà cổ xuống bếp cổ làm á, thì cái anh chồng ảnh cũng xuống ảnh làm theo, ảnh phụ vợ ảnh. Thì cái ông nội Việt Kiều nào cũng đi xuống ổng phụ. Thì khi mà phụ xong á thì không biết làm sao nữa, thì cái cô này cổ cũng mệt quá, thì xong xuôi hết trơn rồi chuẩn bị dọn lên ăn á, thì cổ cũng như là cổ đi tắm rồi một chút nữa cổ xuống cổ ăn sao. Thì khi mà cổ đi tắm á thì cái anh Việt Kiều này nè, ảnh cũng đi lên cái phòng ảnh để anh lấy đồ, không biết làm sao nên anh đi ngang qua thì ảnh đâu có biết đâu. Thì cái cửa phòng của cô này nè, không biết làm sao nữa, nó hí hí, mà cái nhà tắm á ở bên Việt Nam á, cái kiểu mà sang sang á là có cái kiến á, khi mà tắm á cái nước nó không có xịt ra ngoài. Thì cái người ở trong á đứng nhìn vô á thì thấy có một bóng người đang đứng tắm mà không biết là ai, nam hay nữ thôi. Thì cái anh Việt Kiều này anh tưởng đâu thằng bạn của mình đang tắm, thì ai dè đâu á là cái cô này cũng nghe cái tiếng bước chân người vậy đó. Cái cổ cũng nói ủa anh về rồi hả. Thì khi mà nghe tiếng của người phụ nữ thì biết trời ơi nó là vợ của thằng bạn thân mình. Ổng tao nói chới giới tâm tư, trời ơi đã hồi nãy thấy vợ người ta đẹp muốn chết luôn, còn bây giờ thấy cái người phụ nữ đang tắm lại là chính là con nhỏ vợ của bạn mình nữa, thì tao nói chịu đời sao thấu. Thì lúc bấy giờ là anh cũng
Nghe vậy nhưng mà anh cũng run quá, sợ cô này phát hiện. Thì cô này cổ mới nói: anh ơi, anh xuống anh dọn đồ ăn đi, chuẩn bị mình em tắm xong rồi mình ăn nè. Thì ông nội Việt Kiều cũng nghe vậy, ông cứ đi, ông sợ cái cô này phát hiện ra, ông cái ông đi xuống ông dọn phụ. Thì khi đó là bỗng nhiên là cái ông chồng ông đi đâu về, ông bưng một thùng bia về. Thì khi đó là cô này cổ mới xuống, thì cổ mới thấy là chồng mình về thì cũng như là dọn đồ ăn uống no say xong. Thì khi mà ăn uống xong thì cô này á, cổ cũng buồn ngủ quá, thì ông chồng mới nói: em đi lên ngủ trước đi. Đó thì ở trên trong nhà thì có hai cái lầu, lầu số 2 á, là hai vợ chồng này ngủ, lầu số 3 là dành cho anh Việt Kiều. Mà anh Việt Kiều này anh về Việt Nam, tao nói hả, anh bận đồ láng con mà xịt nước hoa thơm phức à. Buổi tối anh ở nhà anh cũng bận một cái bộ đồ rất là sang, rất là đẹp. Mà cái cô vợ này á, thì cổ để ý thấy ông này Việt Kiều này anh bận đồ bảnh tỏn mà đẹp trai quá, mà tướng tá ngon lành đô con thì sạch sẽ nữa, tôi tức lại. Còn nhìn lại chồng của cổ, tuy là đại gia có tiền nhưng mà ông ăn bận á, là rất là bình dị đó, áo thun quần sọt rất là bình thường, giống như một người công nhân vậy đó. Thì cái cô vợ này cổ mới nói với anh chồng vậy nè: anh ơi, anh thấy bạn anh không, Việt Kiều đó, ảnh trời ơi, ảnh xịt nước hoa, ảnh ăn bận vậy mới đúng là tướng, vậy mới sang trọng. Anh đừng có ăn bận mà cái kiểu như có gì bận đó vậy á, người ta nhìn vào người ta đánh giá mình, ta đâu có coi mình là chủ cả được, ta không có nể mình. Thì cái anh chồng mới nói: trời ơi em ơi, ở Việt Nam nóng nóng, anh thì có gì bận đó, anh không có quan trọng, ai nghĩ gì cũng được. Với anh là giờ mình có mấy cái ao cá đồ, mình đi cho cá ăn hay là mình đi đâu thoải mái, đối với anh thoải mái là được. Cái anh Việt Kiều mới nói: mày ơi, mày nghe lời vợ mày đi, vợ mày nói là đúng rồi đó. Trời ơi, đàn ông mà mình cũng phải bận đồ cho nó sạch sẽ để ra cái dáng chủ cả đấy này thế kia. Thì cái anh kia với anh này nói qua nói lại thì cũng cô vợ cũng mệt quá buồn ngủ, thì anh chồng mới nói: thôi em lên ngủ trước đi, anh với thằng bạn anh không có ngủ được đâu, tối nay anh với nó là coi như nói chuyện tâm sự, tại tụi anh mấy chục năm mà chưa gặp lại. Thì cô vợ cũng nghe lời chồng mới đi lên trên phòng ngủ. Thì hai người đây nè, anh Việt Kiều với ông chồng, hai người ta nói chuyện nhậu rồi không biết làm sao nữa, buồn ngủ quá cái anh chồng ngủ quên luôn. Thì cái anh Việt Kiều này á, ảnh cũng cháy múi giờ, anh ngủ không được, cái ảnh mới bật truyền hình ảnh xem. Ảnh xem xong một hồi á, thì cái cô vợ nè cổ cũng khó ngủ quá, cổ mới đi xuống cổ lấy nước để cổ uống đó. Thì cổ thấy cái anh Việt Kiều nè, ảnh hả, ảnh nằm ảnh coi tivi, mà ông này ổng buổi tối đó ổng theo cái cách của người nước ngoài, ổng mà ổng ngủ không có được, trái múi giờ. Ví dụ như Việt Nam mình ban ngày đi thì ở bên Mỹ ban đêm, thành thử ra nó không có giống nhau. Cho nên là cái anh này á, ảnh đi ngủ mà ảnh bận cái quần thì nó mỏng thôi, thành thử ra thấy lạ lạ đó, đàn ông mà bận đồ sạch sẽ nữa. Thành thử cô vợ này cổ mới đi xuống, cổ mới thấy, cổ mới hỏi chứ: ủa anh sao mà anh chưa ngủ nữa? Thì anh mới nói tại vì cháy múi giờ anh ngủ không được. Thì cái cô này cổ mới: buổi tối á, cô bận đồ ngủ nữa, trời ơi, đã ban ngày cô đẹp lồng lộn rồi, bây giờ ban đêm cô bận đồ ngủ, mà đồ ngủ bên dạng như mà tỏ thiết kế cho mấy người nhà giàu bận á, nó sang mà nó đẹp hết biết mà nó mỏng á. Thành thử ra ông nội kia ổng để ý vợ người ta, tao nói hả, mặc dù vợ người ta chứ không phải là vợ mình, nhưng mà tao nói trong lòng mà tao nói nó chảy nước miếng vậy đó chịu đâu không nổi luôn. Thì ảnh mới thấy kỳ quá, ảnh mới cho ảnh chạy lên lầu, anh chạy lên lầu để như anh đi, anh nói thôi giờ anh đi ngủ nha, tại vì má công là chồng em mới thức dậy đó. Rồi cái ảnh mới lên ngủ. Thì không biết làm sao nữa, sáng sớm cái ông chồng đi đâu mất tiêu à. Cái cô vợ này thì cổ đang ở dưới đây chuẩn bị đồ ăn sáng, thì cái anh Việt Kiều này ảnh mới xuống, anh bận đồ sạch sẽ láng con xịt nước hoa thơm phức à, anh mới xuống. Thì ảnh mới nói: trời ơi, em đảm đang chu đáo quá, bởi vì ai mà lấy em được thì người đó có phước quá. Anh nói thiệt với em, anh về Việt Nam á, anh cũng ước gì á, anh có được cô vợ giống như em là anh vui lắm á. Trời ơi, anh ở Mỹ nè mấy chục năm nè, đi làm vất vả mà không có được người vợ nữa, anh ước gì anh được như vậy, bởi vì thằng bạn anh có phước hết biết luôn. Cái cô này cũng nghe vậy, cô nói: trời ơi, anh là Việt Kiều Mỹ sang trọng nè, không anh được, anh mà chỉ cần đồng ý một cái á, khối cô như em thiếu gì, chỉ sợ là anh không có chịu thôi, chứ người như em thì đầy ra. Thế là cái anh này anh mới nói, hai người coi như là đá đèn nhau rồi, hai đứa này nó đã đẩy qua đẩy lại, coi như nó đế nhau rồi, hàng quỷ đế nhau rồi. Thì xong xuôi á,
là cái cô này là cũng như chịu rồi, nhưng bất ngờ thì cái ông chồng cũng về tới. Ông về tới cái ông ảnh chồng mới nói chứ em ơi, bữa nay anh định là vợ chồng mình nó với dẫn bạn anh đi đi biển chơi đi, tại vì nó ở nước ngoài nó về nó đi biển, đồ ăn hải sản đồ biển đẹp, tắm biển cho nó vui, em nghĩ sao? Thì anh này anh cũng hỏi ý kiến vợ ảnh. Thì cái anh này Hà nói thiệt, hai người này coi như để ý nhau mà ông chồng đâu có biết, hai quỷ này nó thương nhau mà đâu có biết đâu. Nó đẩy qua đẩy lại thì thấy ông chồng về thì hai đứa nó không dám đẩy nữa. À, nghe vậy thì cái anh Việt Kiều anh khoái quá, anh nghe anh vui, anh nói ờ về ừ, được á, đi bị đi đi Mỹ đi, ấy lộn đi đi biển đi, biển hay vui quá. Ờ, vui nói mà nói lộn luôn quý vị, đi biển mà nó nói đi Mỹ đó. Xong cái cô vợ này hả, là coi như là cũng nghe nó đi biển đồ được tắm biển đồ vui được gần người mình thương hả, thì xong xuôi cái đi ra biển không biết làm sao nữa. Cái anh chồng anh mới nói thôi bây giờ không biết làm sao, anh có cuộc gọi khẩn cấp, bây giờ anh phải cấp tốc anh chạy về đến lấy một cái đồ hồ sơ để anh đưa cho thằng nhân viên, chứ nếu không là không được, em với thằng bạn anh ở đây nói chuyện đi, chút anh quay lại. Ừ mày đi đi, để đi tao coi chừng vợ mày cho không ai bắt cóc đâu, mày đừng lo. Cười ha. Thì đâu có ngờ đâu, anh kia anh chồng vừa đi xong cái thằng Việt Kiều này nè nó mới nói với cô này, em ơi anh nói thiệt á, anh thương em quá anh chịu nổi, em có thương anh không? Thì cái cô này nói cổ như giờ hai người là lật bài ngửa luôn, coi như là em cũng thương anh nữa mà hả, nói thiệt á là bây giờ không biết làm sao để có thể gần em đây, sợ chồng em biết quá. Thế hay là giờ em nghe lời anh vậy, à, tối nay á em đi qua trên phòng anh đi, hai hai đứa mình qua tâm sự đi, anh hứa anh tâm sự anh không có làm gì đâu, chứ anh thương em quá rồi anh chịu hết nổi rồi. Thì cái cô này cũng nghe vậy thì cũng nghĩ chứ trời, qua tâm sự không làm gì, trời ơi, dễ gì không làm gì đúng không, trời ơi trời. Nhưng mà cổ biết nhưng mà cổ vẫn làm, cổ nghĩ là nhưng mà là làm sao được, chồng em đi ngủ là lúc nào ổng cũng ôm em muốn ngủ hết á, không có em ổng đâu có ngủ được, là ổng đi kiếm em là sao được. Bây giờ em nghe lời anh á, em đi ra nhà thuốc tây á, em mua cho anh một cái viên thuốc ngủ để về á em bỏ vô trong cái ly nước á, cho thằng chồng em nó ngủ say đi, rồi xong em qua đây rồi hai đứa mình tâm sự em chịu không. Thì cái cô vợ này cũng nghe vậy á, thì cô thấy cũng có lý, thế là cổ mới nghe theo, cổ mới đi ra nhà thuốc tây, cổ mới nói với cô bán thuốc tây á là chị ơi chị có cái loại thuốc nào á mà ngủ đêm sáng ngày em, chị ngủ 24 tiếng luôn, tại vì em nói thiệt chị em mất ngủ mấy hôm nay rồi em muốn đi ngủ mà không muốn ngủ được, à, chị bán cho em cái thuốc đó được không chị. Thì chị cái cô này cổ tưởng là mua cho nhỏ này cho nên là cô thuốc tây này nè, cô dược sĩ này nè cổ mới bán, thì bán coi như là mấy viên vậy đó, nhưng mà cô này chỉ cần một viên thôi đêm nay thôi. Rồi bắt đầu là bà mới quậy trong cái ly nước cam ăn chồng, rồi ông uống xong một cái ông ngáp 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 ngắn ngáp dài, em ơi sao không biết sao anh buồn ngủ quá, bây giờ anh phải đi ngủ thôi buồn ngủ quá. Cái ông chồng là coi như thấm thuốc rồi, ngủ ngủ quên thì không biết làm sao nữa. Cô vợ này nè cổ mới đóng cửa phòng là cổ mới qua bên kia tập sự với ông thằng quỷ kia, hai đứa nó tao nói là quần quật sằng quật sao sầu quần sáng đêm luôn đâu ngủ. Cái khoảng chừng 5 giờ sáng bắt đầu nó đuối sức rồi nó mới bắt đầu nó ngủ tới 8 giờ sáng nó quên luôn, nó không thức dậy. Thì nó nghĩ là cái thuốc ngủ này nè là ông chồng uống xong chắc khoảng 10 giờ, 12 giờ trưa đó nó ông mới dậy được, mà ai dè là cái ông chồng này nè ổng 6 giờ sáng ổng đi làm quen rồi, giống như cái đồng hồ sinh học vậy đó, là khoảng 6 giờ sáng là ổng giật mình dậy, ổng đi đi làm mà. Thì ổng giật mình dậy ổng nói ủa vợ mình đâu ta, ủa vợ mình đâu mất tiêu rồi ta, ủa hồi tối thấy nó ngủ đây mà sao đâu mất rồi, đi kiếm vợ tại vì quen rồi đó, thương vợ lắm cho nên là lúc nào cũng muốn là vợ nằm ngủ cả bên mình đó. Thì mới bắt đầu không biết sao ổng có giác quan thứ sáu đi, ổng đi qua bên phòng thằng bạn thân ổng mới gõ cửa vậy nè, thì hai đứa quỷ kia đang ngủ đâu biết đâu là thằng chồng qua kiếm đâu, nghe gõ cửa gầm gầm thì mấy đứa nãy giật mình dậy, chết rồi rồi giờ vợ chồng em qua qua rồi giờ sao đem, giờ sao đem, trời ơi giờ sao đem. Hai đứa nó rối lên thì thằng chồng á đứng ở ngoài mới hỏi ủa dậy chưa mày, dậy chưa, sáng rồi dậy đi, trời ơi ngủ gì tới 12 giờ trưa dữ vậy, à, sao mà tao không biết sao vợ tao đâu mất tiêu à, tao ngủ vậy tao không thấy ở đâu, thôi vậy để tao lấy điện thoại ra, tao lấy điện thoại ra để tao gọi nó nha. Bắt đầu anh ông chồng lấy móc điện thoại ra ông gọi, con vợ mình đâu, thì ai về nghe tiếng chuông reng ở trong phòng này mà nghe cái đầu giường của thằng 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 quỷ bên kia, ở trong bạn thân của mình là ổng biết rồi. Ổng như ông chồng này nói thiệt từ đầu tới cuối câu chuyện này là ổng khờ nhưng ổng không có ngu như quý vị, ổng dư thừa biết là con vợ mình ở trong đây, nhưng mà ổng cũng như là ổng phải làm sao cho con vợ mình nó phải tâm phục khẩu phục
tại sao không có vợ mình trong đây mà lại có cái điện thoại của nó đó. Thử nghĩ đi, ông chồng này ông rất là thông minh, đâu có ngu. Cái ổng mới nói à, ông đi vô, ông vô thẳng cái phòng luôn, ông đi ông nhìn bên trong cái nhà tắm, ông nhìn ở dưới trong cái tủ, không có vợ mình. Cái ông nhìn vô vô toilet, rồi ông nhìn ở ngoài phòng khách, rồi không có. Vậy là ông biết là vợ mình nó chui ở gầm giường này. Ông mới nói bây giờ á, em ra đi đi, em đừng có chui em nói làm chi, ra đây đi, cứ ba mặt một lời, em muốn gì thì em cứ nói, anh thì sao cũng được. Cô vợ mới đặt rồi, cô quê quá, nhục quá, giờ chồng mình biết rồi thì giờ đâu còn trốn được nữa. Cô mới chui 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 từ từ ra, cô nói anh ơi em xin lỗi anh, em khỏi có nói gì hết á, anh hiểu rồi. Cái ổng mà lại ông núm cái cổ của thằng bạn thân lên, mày ha, tao á chỗ bạn thề bè thân thiết, tao thương mày như anh em, tao đem mày về, tao cho mày ăn, tao cho mày ngủ, nhà tao tao dẫn mày đi chơi, mà bây giờ mày làm chuyện như vậy mày thấy làm sao, mày thấy vợ tao là mày nghĩ làm sao. Thì nói thiệt á là coi như là anh Việt Kiều này là sai hay không, sai hay không thì em không biết đó. Thì bây giờ nói thiệt cái câu chuyện này nó không thể nào dừng ở đây được, tại vì nó còn phần 2 nữa đó. Thì nói thiệt quý vị á, em xin phép mời quý vị đón xem phần 2 tiếp theo, nó ly kỳ mà nó phải hấp dẫn hơn nữa quý vị ơi. Chào quý vị, hẹn quý vị phần 2 nha.